toán thế sư. Hôm nay tớ sẽ giới thiệu về sơ đồ của tớ. Đây là đại lượng 2, đơn vị đo độ dài, mm, dm, mét, km. Nhánh thứ 2, đơn vị đo khối lượng, kg. Nhánh thứ 3, dung tích, lít. Nhánh thứ 4, thời gian, xem đồng hồ, giờ hơn, xem hồ giờ chẵn, giờ, ở phút, ngày, tháng, thực hành xem lịch. Năm là cũng là nhánh cuối cùng. Tiền Việt Nam 100 đồng, 500 đồng, 1 triệu đồng.